Kính chào trước vị đạo hữu đến với tiểu điếm chính phòng Thái Sở Giới. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng, tác giả Trạch Trư. Chương 188. Trùng đồng tứ mục, bất tử tiên thảo. Chư vị hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. À. Sinh sát bay thẳng, hứa ứng võ tiên tôn, lý tiểu khách và thiên tử âm đỉnh bị bắn văng lên giữa không trung trước đó khi ngũ sắc đã từ từ rút từ thiên địa về chảy ngược lên miệng núi lửa cả núi ngũ sắc giống như đảo ngược thời gian giờ thế khí ngũ sắc lại dâng trào ra ngoài vô số hoa văn kỳ dị ở trên xích sắt lưu truyền điên cuồng đột nhiên tiếng sắt thép vang lên hứa ứng cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy trên một đốt nào đó của một sợi xích sắt hoa văn rực rỡ đang ngầm mầm đất gãy coi chừng hứa ứng chỉ kịp hét lớn một tiếng đã thấy xích sắt bị căng đất sợi xích đất bắn văng lên vì một tiếng quét qua người của thiên tử âm đình nửa người dưới của thiên tử âm đình trực tiếp đổ tung hóa thành một làn sương máu mảnh xương gãy bay ra tán loạn trong đó một mảnh xuyên qua xương bả vai hư ứng xuyên thủng xương cốt của hắn đâm thẳng từ trước ra đằng sau hư ứng kêu rên Lớp này trong quan tài ngọc vang lên đạo âm hùng vĩ cứ như có một vị đại đế khống chế pháp tắc của đại đạo đang tụng niệm từng sợi xích thô to âm ầm đứt gãy cuối cùng quan tài ngọc cũng vùng khỏi sợi xích cuối cùng bốn phía chung quanh quan tài ngọc còn có từng phù văn tiên đạo khổng lồ hào quang tỏa ra bốn phía chấn áp đạo âm ở trong quan tài ngọc quan tài ngọc gầm thét xoay tròn lôi theo xích sắt đứt đoạt quất lên từng phù văn tiên đạo đánh tan phù văn tổng cộng có sáu phù văn tiên đạo đứng ở sáu hướng trên dưới xung quanh uy lực kinh người vừa rồi lý tiêu khách và thiên tử âm đình hợp lực công kích một phù văn trong đó chỉ một đòn thôi đã bị phù văn phản chấn tới trọng thương còn ngọc quan kéo xích sắt thì lại có thể tùy ý phá vỡ năm phù văn tiên đạo còn lại khiến hư ứng hoa cả mắt nếu mười thi thể bị chấn áp ở bên trong quan tài ngọc xuất thủ liệu có thể phá vỡ phù văn tiên đạo chấn áp ta không trong lòng hắn thầm háo hức trong vách núi lửa trên đá ngũ sắc đều loại dấu ấn phù văn tỏa sáng tới cực hạn trong lúc nhất thời bọn hư ứng võ thiên tôn bị chấn áp tới hoa cả mắt viên tài văng lên đủ thứ âm thanh kỳ dị thân thức rối loạn dồn dập mất đi sức lực rơi thẳng từ trên không trùng xuống ngọc quan xoay vù vù xích sắt cũng bị kéo theo đánh vào phù văn ở trên vách núi lửa những nơi nó quét qua hàng loạt phù văn dồn dập lụi tàn không còn chút uy lực nào áp lực ở trên hư ứng được giảm bớt thần thức khôi phục thanh tỉnh lập tức đạp chân lên hư không ra sức chạy lên bên trên vợ thiền tồn thấy hắn lao lên cũng vội vàng lao theo ông ta bị nguyên khí ngũ sắc ẩn hóa thân thể khôi phục từ tử vong tuy chức năng thân thể đã khôi phục nhưng sau khi chết võ đạo nguyên thần đã bắt đầu tiêu tan nguyên khí ngũ sắc không thể khôi phục được võ đạo nguyên thần của ông ta cho nên ông ta chỉ ngơ ngơ ngác ngác mơ mơ màng màng nhớ lại một ít chuyện nhưng không nhiều còn những bộ xương ở dưới trần núi do đã chết quá lâu rồi thân thể tiêu tán chỉ còn xương cốt nguyên thần đã tan thành cho bụi không còn sót lại chút gì bọn chúng được nguyên khí ngũ sắc khôi phục nhưng chỉ có thể bị quỷ hồn oán niệm ở trong thiên địa hấp thu biến thành ma quái chỉ biết cắn nuốt giết chóc đây là kiểm khác biệt giữa võ tiên tôn và chúng nó võ tiên tôn đuổi theo hứa ứng nhưng tốc độ bay lên của quan tài ngọc càng lúc càng nhanh cho dù hứa ứng đã trở thành đại cao thủ võ đạo thì cũng không đuổi kịp hứa ứng vội vàng la lớn võ tiên tôn có thấy tiên thảo màu tím ở trên vách quan tài không mau tóm lấy nó quan tài ngọc thoát khỏi phong ấn của núi ngỗ sắc bay lên không trung võ tiên tôn nhìn theo quan tài ngọc lắc đầu ta không đuổi kịp gờ ứng đang định nói chuyện thì võ tiên tôn đột nhiên nắm lấy hắn chạy thẳng về phía trước sau hơn 10 bước tốc độ đã tăng tới cực hạn đột nhiên hít từ một hơi vận sức ném thẳng hứa ứng về phía quan tài ngọc gờ ứng xe gió lao đi mà thấy sắp đập vào quan tài ngọc thì đột nhiên thân hình giống như cá bơi ở trong nước nhẹ nhàng vỗ lên quan tài ngọc hóa giải lực lượng lượn sát quan tài ngọc đi lên trên nắp quan tài hứa ứng giơ nắm tay nắm nơi cọng tiên thảo màu tím trong lòng vui mừng vượt sức nhổ lên không ngờ tiên thảo kia cắm dễ sâu vào trong khe hở của quan tài ngọc hắn nhìn vào quan tài chỉ cách một lớp của ngọc quan mà vẫn loáng thoáng nhìn thấy một thân hình vĩ đại đầu đội mũ đế vương người mặc áo bảo hoàng đế cho dù nằm ở trong quan tài nhưng người kia vẫn toát lên khí độ khó lường sau đầu của gã có một vầng sáng tròn trịa trong vầng sáng giống như đại thiên thế giới lơ lửng không ngờ dễ có tiên thảo màu tím này lại chui vào trong tai mắt mũi miệng của đại đế còn thuận theo ngũ quan của gã chui vào thân thể bất tử tiên dược này cũng là một phong ấn gợ ứng lập tức tỉnh ngộ bất tử tiên dược trồng ở trên ngọc quan thật ra không có ý tốt muốn mượn năng lực của kỳ chân dị thảo này bòn rút lực lượng của người trong quan tài tu vi thân thể của đại đế trong quan tài chính là chất dinh dưỡng của bất tử tiên dược người trong quan tài bị chân áp với thành thế hùng vĩ như vậy chắc cũng giống ta không phải người xấu như vậy ta cứu hắn cũng là tự cứu mình Hứa ứng tự an ủi bản thân như vậy rồi cắn rằng vặt một chiếc lá của tiên thảo màu tím tiên thảo màu tím vốn không có nhiều lá tổng cộng chỉ có bảy chiếc hai tay hứa ứng nhanh chóng vặt trụi tiên thảo không để lại cái lá nào tiên thảo màu tím đau đớn kịch liệt đau tới mức toàn thân run lên lập tức rút sợi dễ lao người lên vùng vẩy sợi dễ quất bồm bốp lên người hứa ứng hứa ứng bị quất trúng một cái lập tức ra chóc thịt bong không ngừng lùi lại tránh né thế công của tiên tảo bầu tím lúc này hắn lại thấy người trong quan tài mở mắt hứa ứng thầm giật mình đó là bốn con mắt con mắt chia làm trái phải trên dưới đều có hai mắt đôi mắt kia sáng rực hào quang trần ngập ở trong ngọc quan khiến ngọc quan tỏa sáng lấp lánh tên thảo màu tím hoàn toàn không biết đại nạn sắp tới vẫn tức tối quất ưa ứng ưa ứng mắt sắc, chê thấy vách của quan tài phản chiếu từng thân hình nhanh chóng áp sát trong lòng không khỏi giật thót là đám tiên thi kia hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều lập tức trượt từ trên vách quan tài xuống ngay khoảnh khắc hắn trượt đi đột nhiên nóc quan tài ầm ầm văng ra tên thảo màu tím trụi lùi cũng bị hất văng ra ngoài đáng đời ưa ứng cười lớn đang định lao xuống dưới thì đột nhiên một sợi rễ view một tiếng bay tới cuốn lấy cổ của hắn không ngờ tiên thảo màu tím lại rút ngắn sợi rễ gầm thét bay về phía hắn tiên thảo này vừa bay tới thì năm đấm của hơ ứng cũng ngầm mầm đập tới đánh trúng chỗ giữa thân với rễ khiến tiên thảo còng gập lại bay vút về phía sau Hơ ứng thu quyền đột nhiên thấy ánh sáng tím lóe lên không ngờ tiên thảo kia lại cuốn lấy cổ họng của hắn bay trở lại vùng một khối rễ cuốn chặt lấy nhau đập thẳng vào bụng của hắn ngờ ứng bị quyền này đánh cho cong cả người giống như con tôm lớn bị nướng chín vậy bay ngược về phía sau phần bụng quặn đau lại khá lắm ta đường đường là hứa yêu vương chẳng lẽ lại sợ một cọng cỏ nhà ngươi à ngờ ứng cắn răng cố nhịn đau thúc đẩy khí huyết lúc này phong ấn ở trên núi ngũ sắc đã bị người cho quân tài loại trừ phân nửa thực lực của hứa ứng cũng khôi phục phân nửa sao phải sợ một cọng tiên thảo chứ lúc này đang ở trên không trung hắn thi triển tuyệt học võ đạo quyền qua cước lại với gốc tiên thảo kia đánh tới quên cả trời đất tiên thảo màu tím cực kỳ vô lại phóng ra rất nhiều sợi rễ quấn lên người hắn áp sát cận chiến với hắn Nói chúng mấy chục quyền của hư ứng ra rẻ bị đánh thành sưng vù nhưng hư ứng cũng chứng hơn bởi quyền của nó bị đánh tới mức còn mắt suýt lồi ra ngoài tiên thảo màu tím còn rất hạ lưu giơ quyền đập vào bụng dưới của hư ứng khiến hư ứng cực kỳ bị động một người một cọng cỏ vừa xoay cuồng vừa rơi xuống bên dưới trên đường rơi vẫn còn đánh nhau đột nhiên một luồng chấn động cực kỳ khủng bố xuất hiện tiếp đó là thiên địa đại đạo vang lên trầm trầm chấn động tới mức vô số hàn nhà của cõi âm bay lên vô số quỷ hôn phải nằm bẹp đám quỷ thần trên núi ngũ sắc cũng dồn dập quỳ dạp ở dưới đất uy nghiêm mình mông vô tận bỗng chốc quét ngang khắp thiên địa chân nhấp chiến trường thái cổ và cõi âm rộng lớn vô biên tiên thảo màu tím đáng sợ tới mức co rút lại treo ở trên cổ hứa ứng mà run rẩy cho dù thế nó vẫn nắm chặt lấy cổ hứa ứng định bóp chết cái gã hái chọc cả mình hứa ứng cũng chẳng sợ nó nắm lấy đầu nó đấm lia liệng, tiên thảo màu tím vườn rễ móc mắt hắn xé miệng hắn đồng thời vò một đống rễ thành nắm đấm đánh vào hạ bộ hứa ứng một người mọt cỏ cứ thế rời xuống núi ngũ sắc hứa ứng vội vàng nhìn lại chỉ thấy trong quan tài ngọc có một người bay ra nghênh tiếp đám tiên thi chi chít ở trên bầu trời. Đám tiên thi này là phong ấn tầng thứ tư, cũng là phong ấn cường đại nhất có thể bố trí được ở dưới nhân gian. Đám tiên thi tạo thành một đại trận tiên gia hoàn mỹ, phong tỏa núi ngũ sắc, dốc toàn bộ lực lượng chân áp ngọc quan. Bây giờ người trong ngọc quan đã trốn thoát, uy lực của trận pháp tiên gia này truyền sang tập trung đến người quả gã. Âm một tiếng, đại trận tiên gia bùng nổ, vừa ứng nghe thấy đạo âm huyền diệu khó tả vang lên, trong tai trong mắt lập tức có máu tươi chảy ra ồ ồ hai lỗ tai cũng không ngừng chảy máu đầu óc giống như sắp sôi trào đó là âm thanh mà phạm nhân không thể lý giải được không cách nào lắng nghe tình diệu hơn cả nguyên dục bát âm ẩn chứa nhiều hơn huyền cơ cả âm thanh của thiên đạo quấy nhiễu suy nghĩ ý thức của mọi người âm thanh tiền đạo chỉ khiến người ta rối loạn thần trí âm thanh tiên đạo thì lại khiến người ta rối loạn cả đại đạo trên núi ngũ sắc đám quỷ thần mà thiên tử âm đỉnh dẫn tới nghe theo âm thanh này ai nấy ngẩy ngốc tiếp đó kim thần của thần linh dồn dập tàn giã sụp đổ nguyên thần tán loạn hóa thành từng luồng khói bụi soạt một tiếng bọn chúng dồn dập bị vỡ nát đừng nghe âm thanh này một đệ tử cửu long sơn kêu to gạ mới nói đến đây kim đàn có bản thân đổ tung cả người cũng buồn một tiếng phát nổ hóa thành một làn sương máu những pháp bảo ẩn chứa đạo pháp cũng dồn dập bay lên đạo tượng được in dấu trên đó ẩm ẩm tàn vỡ pháp bảo giải thể mất sạch linh tính lý tiểu khách và thiên tử âm đình kéo lê thân thể trọng thương đang điên cuồng bỏ chạy bọn họ bị phù vân thiên đạo gây thương tích thường thế của thiên tử âm đình càng nặng nửa người dưới đã bị sợi xích đập gãy nát bây giờ hai tay muốn như bay còn linh hoạt hơn cả hai chân vội vàng lao xuống núi bây giờ đạo tượng ẩn cảnh của bọn họ đều biến thành bùa đoạt mạnh tù vì pháp lực của bọn họ cũng đang xuôi trào Động Thiên và Lý Tiểu Khách. Giết Na tiền cây ghép ở trên người mình cũng biến thành từng miệng núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Bọn nọ, cho dù có vận chuyển pháp lực, thì triển đạo hạnh thì vẫn không thể được chống cự trước âm thanh của tiên đạo. Trong cơ thể hứa ứng, từng luồng lực lượng sao động, hắn thầm kinh hãi. Còn nghe nữa, chắc chắn mình sẽ nổ tung mà chết mất. Đột nhiên thân hình hùng vĩ trong quan tài giơ tay, quan tài ngọc bay lên, bầu trời âm ầm sụp đổ, đám tiền thí lơ lửng chẳng chịt giữa không trung kéo cả đại trận tiên gia mà bọn họ bố trí cùng ngã vào trong ngọc quan Năm của quan tài bay tới ngọc quan khép lại âm thanh tiên đạo cho đại trận tiên gia tạo thành cũng lập tức ngưng bặt gỡ ứng từ vào một tiếng lập tức đánh nhau ầm mỹ với tiên thảo màu tím kêu lên có người thì không có ta một bàn tay khổng lồ phủ lên ngọc quan vỗ nhẹ một cái vô số tiền thi trong ngọc quan lập tức mục nát nhanh chóng hóa thành từng bộ xương trắng người trong quan tài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài bầu trời một thế giới khác như ẩn như hiện núi ngũ sắc này là tiên sơn từ đây có thể thấy được thiên ngoại chi thiên nhìn trộm một góc nhỏ của tiên giới bấy giờ trên thiên ngoại chi thiên có một thân đỉnh cao lớn vĩ đại y và người trong quan tài đang nhìn nhau y chính là phòng ấn thứ sáu hai thân hình một ở thế giới một ở trên tiền giới đối diện qua một thế giới đột nhiên người trong quan tài giơ ngọc quan lên bước tới hải bước ném thẳng ngọc quan ra ngoài view một tiếng ngọc quan xé gió bay đi hóa thành một luồng sáng chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên thủng hàng rào lưỡng giới gầm thét bay tới phi thẳng về thân hình vĩ đại ở tiên giới thân hình hùng vĩ ở trên tiên giới giơ tay ngăn cản ngọc quan cả người lắc lư một cái ngọc quan đổ tung từng bộ xương tiên nhân bay ra rơi là tả dưới đất hiển nhiên y vẫn kém một bậc Ngựa ứng ầm một tiếng rơi xuống, đập vào núi ngũ sắc. Một người một cỏ cứ thế mà lăn lồng lốc, xoay không biết bao nhiêu vòng mới dồn dập nhảy lên. Nắm đấm của hứa ứng đánh ra như mưa, đang định đập tiên thảo màu tím tình bùn đất, không ngờ lại bị tiên thảo màu tím lấy người áp sát vật lộn với hắn. Một người một cỏ lại quấn lấy nhau. Đột nhiên võ tiền tồn bịch một tiếng từ trên trời giáng xuống, đặt chân ở trước mặt bọn họ, tò mò quan sát cả hai. Một người một cỏ dừng lại, đều cảm thấy tình cảnh khá xấu hổ. Tên thảo màu tím nhạy bén cảm giác được ông lão tóc trắng này, tuyệt đối không yếu đuối như vẻ bề ngoài, lập tức cuốn lấy thân thể hứa ứng tránh ra phía sau của hắn. Sợi dễ của nó đặt lên cổ hứa ứng, có ý cảnh báo, nếu ông lão này mà dám làm loạn, nó sẽ giết con tin, siết cổ hứa ứng. Hứa ứng không buồn để ý tới nó, vội vàng đi tới, lấy lá cây bất tử tiên dược mà mình vặt được. Võ thiên tôn, mau ăn nó đi. Tên thảo màu tím vội vàng đoạt lại, Ngựa ứng giơ tay ra ngăn lại Một người một cỏ lại đánh nhau túi bụi Nhưng ngay lúc này Đột nhiên một luồng khí tức chân áp cả thiên địa giáng lâm tiên tảo màu tím run rẩy Vội vàng chui vào bên trong khu vực hy di của hương ân đắp. Ngựa ứng ngẩng đầu Chỉ thấy người ở trong ngọc quan Có trùng đồng tư mục đang chậm rãi hạ xuống Người kia nhìn hắn Ánh mắt khá phức tạp Cuối cùng nói Đà tạ đạo hữu tường trợ Gỡ ứng đáp lễ cười nói Không dám nhận công ta vốn định đoạt lấy bất tử tiên dược giúp vị bằng hữu của ta chữa bệnh chết không ngờ lại đánh bậy đánh bạ cứu được các hạ bệnh chết người gọi cái chết là một loại bệnh tật à người cứ trùng đồng ngạc nhiên hạ giọng nói phải rồi tư bệnh này vô hiệu đối với người mà gốc tiền thảo này đúng là bất tử tiên dược nhưng không thể khiến người ta bất tử thật sự người sẽ phát hiện ra tai hại của bất tử tiên dược để bằng hữu của người ăn một chiếc lá là đủ, nhiều hơn cũng vô dụng. Thân hình của y bồng bềnh bay lên, đi về phía xa, biến mất không thấy đâu. Hứa ứng đuổi theo hai bước, đã không thấy bóng dáng của y đâu, dầu dĩ nói. Biết thế thì ta cứ nhận công ít nhất cũng phải xin một chút pháp bảo tiên gia chứ. Hắn đưa một chiếc lá bất tử tiên dược cho võ tiên tôn, căng thẳng nhìn ông lão, dục ông ta mau chóng sử dụng. Nếu không đủ, chỗ ta còn mấy cái nữa. À đúng rồi, còn một cọng cỏ chắc chắn cũng đủ gặm. Tên thảo màu tím nghe vậy thì làm sao mà chịu từ bỏ ý đồ. Hứa ứng mới nói xong, đã thấy trong tài mắt mũi miệng có vô số sợi rễ nhỏ bé chui ra, mối lượn giống như xúc tu, khiến cho võ tiền tôn cũng giật đáy cả mình. mươi 189, nếu có rượu, võ tiền tôn ăn một chiếc lá của bất tử tiên dược, một lúc lâu sau vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Suốt cuộc bất tử tiên dược có hữu dụng hay không? tại mặt mũi miệng của hứa ứng không ngừng có sợi dễ mốt lượn trong lòng thầm thất vọng lẩm bẩm nói cọng cỏ màu tím này không phải là cỏ mộ phần đấy chứ tên thảo màu tím giận tím mặt nhảy khỏi khu vực hy di của hắn định liều mạng với hắn hứa ứng đâu chịu cho nó cơ hội lập tức nắm lấy dễ cây của nó giơ trưởng bổ vào gáy của nó lấy chỗ phần nhánh của nó coi như là cái đầu tên thảo màu tím tuy là cọng cỏ nhưng cũng quá cường đại sợi dễ mối lượn quất xuống đùng đùng đập lên người hữu ứng khiến hắn chảy ra chóc thịt hữu ứng càng ngày càng nổi nóng vừa dùng chiến thần bát pháp thầm nghĩ ta còn không đánh được một cọng cỏ mộ phần hôm nay nó không chết thì ta vong đột nhiên một luồng chấn động khó tả tỏa ra từ trên người của võ thiên tôn giống như mùa đông hoàng vô tĩnh mịch đột nhiên nổi lên làn gió xuân như mặt đất hạn hán lâu ngày đột nhiên được trời ban cơn mưa tầm bổ vạn vật thậm chí tầm bổ cả đạo pháp thân thể già yếu của ông ta được một luồng lực lượng kỳ dị tầm bổ trong cơ thể của ông ta vang lên một loại đạo âm huyền diệu khó tả giống như chú ngữ hoặc lời kêu gọi cổ xưa bo đạo nguyên thần đã tiêu tán của ông ta được đạo âm huyền diệu kêu gọi bắt đầu ngưng tụ ngựa ứng và tiên thảo bầu tím đang liều mạng nhưng lập tức cảm nhận được biến hóa có lường tưởng tượng trong cơ thể của võ thiên tôn ai nấy dừng tay ngựa ứng giải trừ thiên dẫn pháp đã chuẩn bị xong Tiên thảo màu tím cũng lặng lẽ thu hồi bảy sợi rễ đang chuẩn bị đâm vào cơ thể của hắn một người một cỏ căng thẳng quan sát biến hóa của võ thiên tôn vừa ứng muốn cứu sống võ thiên tôn nhưng không muốn chỉ cứu được hải tử ba tuổi Tiên thảo màu tím thì muốn xem xem rốt cuộc mình là bất tử tiên dược hay là cỏ mộ phần dần già cơ năng trong cơ thể của võ thiên tôn khôi phục cơ thể cao tuổi cũng tràn ngập sức sống thần thức quay lại đỉnh phong đáng kinh ngạc hơn nữa là những biến hóa khác trong cơ thể của ông ta nương theo dược lực của bất tử tiên dược lan tràn đạo âm huyền diệu vang vọng ký ức đã tiêu tán sau khi tử vong của ông ta cũng như dòng nước nhỏ giọt từ từ hội tụ võ tiền tôn dần dần nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ thậm chí những ký ức đã quên từ lâu cũng bắt đầu khôi phục hồn phách của ông ta tụ tập giống như khối cát nguyên thần tiêu tán như tòa tháp cát sụp đổ giờ cũng trở lại như lúc ban đầu hứa ứng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này cảm nhận được lực lượng huyền diệu của bất tử tụ tiên dược tỏa ra loại lực lượng này vượt qua phàm tục không phải lực lượng nhân gian nó ẩn chứa đạo lý sinh mệnh cao thầm khó dò khiến người ta không thể nào suy ngẫm nếu có thể tìm hiểu thấu đáo loại lực lượng này là có thể nắm giữ sinh tử siêu thoát luân hồi đạt tới bất diệt thật sự trái tim của hắn đập thình thịch định ghi nhớ đỏ âm kỳ diệu kia nhưng trí nhớ vừa lưu lại đã nhanh chóng tiêu tan cứ như bị người khác xóa bỏ vậy Đạo âm trí cao này rất khó ghi nhớ, càng không thể nào lý giải. Hứa ứng từ nhậm một lúc, từ đầu đến cuối vẫn không ghi lại được đạo âm nào. Đột nhiên trong lòng hơi động, lướt mắt nhìn tiên thảo màu tím, vẫn đang thắt cổ mình, thầm nghĩ. Có bộ phần là bất tử tiên dược cơ bản, chỉ cần nghiên cứu nó là sẽ tìm hiểu được lực lượng siêu thoát. Tiên thảo màu tím phát hiện ra ánh mắt của hắn, trong lòng lo lắng, lại thấy hứa ứng tập trung nhìn ông lão tóc bạc, thế là nhanh như chớp chui vào khu vực hy di của hắn nó bị người khác đặt làm bố thí then chốt chấn áp đại đế trùng đồng đương nhiên có thủ đoạn phi phạm có thể tùy ý đi xuyên qua khu vực hy di của người khác nó dùng chính loại thiên phú này cắm sợi dễ vào tay mắt mũi miệng của đại đế trùng đồng xâm nhập khu vực hy di của y thiên thảo màu tím lục tung cả khu vực hy di của hư ứng tìm kiếm bốn phía nhưng mãi mà không thấy mấy cái lá khác của mình thế là lặng lẽ chạy ra chắc chắn đang ở trên người tên tiểu tử thối tha này. Nó hết nhìn đông tới nhìn tây, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, trong khi đó lại âm thầm vươn từng sợi rễ nhỏ bé của mình, lẳng lặng lục lọi y phục của hư ứng, xem lá cây của mình có bị hắn bỏ vào trong túi không. Trận chiến ở trên núi ngũ sắc khá kịch liệt, hư ứng và Lý tiểu khách tiên tử âm đỉnh giao chiến, đánh tới mức áo chỉ còn lại có một nửa, nửa áo đằng trước đã bị hủy, nửa phía sau cũng chỉ là vải rách đương nhiên quần cũng chẳng khá hơn. Tiên thảo màu tím lục lọi trong túi quần của hắn, phát hiện có gì đó không đúng, hình như móc sai đồ rồi. Cỏ bộ phần lưu manh kia. Ngơ ứng vừa thẹn vừa giận, sách cổ nó lên đấm. Tiên thảo màu tím tự biết mình đối lý, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt, lập tức quấn lấy hắn, cắm vào mắt móc vào mũi, đâm vào thận, quỳ từ đường, chiều nào cũng cực kỳ hạ lưu. Một lúc lâu sau, Võ Thiền Tôn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong khi còn sống, nguyên thần của ông ta cường đại, thân thể cường tráng, thậm chí còn hơn cả lúc sống. Ông ta cúi đầu nhìn hai tay mình, cảm giác khó mà tin được, quan sát thân thể một phen, mái tóc trắng vất vơ, ánh mắt mang lệ nóng. Trải qua tử vong mới biết quý trọng sự sống. Ông ta đã chết một lần, thân thể già yếu, trái tim suy kiệt, cho dù là có võ lực cường đại cũng không tránh được, cuối cùng phải bỏ mệnh, mặc cho nguyên thần giải thể hồn phách tàn biến võ đạo tinh thần hóa thành ngọn đuốc lần này hồi sinh khiến ông ta có càng nhiều cảm ngộ có cảm giác đại ngộ giống như phá rồi lại lập trong lúc bất trì bất giác tâm cảnh võ đạo của ông ta lại cất cao một tầng gỡ đạo hữu ông ta đi tới ngăn chặn ẩu đà giữa hư ứng và tiên tảo màu tím gỡ ứng và tiên tảo màu tím đang đánh nhau túi bụi hai bên đều khá chật vật thì ông ta ra mặt thuận nước đầy thuyền đều thối lui một bước Người ứng ân cần nói Võ thiên tôn Người thấy có gì khó chịu không Vợ thiên tôn lắc đầu thán phục nói Ta không biết thế gian Còn có tiên dược quý hiếm như vậy Chết rồi có thể phục sinh Người thiên cải mệnh Đúng là kỳ diệu Ta cảm thấy mình như trở thành tiên nhân bất tử bất diệt Tuổi thọ vô cùng vô tận Người ứng không khỏi kinh ngạc dò hỏi Người cảm thấy mình trở thành tiên nhân nào Vợ tiền tôn gật đầu cười nói loại cảm giác này nói giá cũng kỳ diệu. khi mở huyền quan thứ hai, ta có thể cảm nhận chính xác tuổi thọ của mình còn thừa bao nhiêu năm, thậm chí có thể tính tới từng ngày. nhưng sau khi sử dụng bất tử tiên dược, ta cảm thấy tuổi thọ của mình như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có điểm cuối. hứa ứng thấy làm lạ, suy nghĩ. chẳng lẽ bất tử tiên dược lợi hại như vậy, không những có thể khiến người chết phục sinh, mà còn khiến họ thành tiên hắn đột nhiên nhớ tới những lời mà đại đế trùng đồng từng nói kỳ trước cỏ mộ phần đúng là bất tử tiên dược nhưng không thể khiến người ta bất tử thật sự người sẽ phát hiện tài hạ của bất tử tiên dược y nói với hữu ứng như vậy ngự ứng khẽ nhíu mày trong lòng thoáng có chút bất an nhưng võ thiền tồn vẫn sống phơi phới hơn nữa còn khôi phục trạng thái đỉnh phong hắn cũng không khỏi vui thay cho võ thiên tôn cuối cùng ta cũng đã đi qua quãng đường mà vị võ thánh nhân kia từng đi võ thiên tôn cười nói bây giờ chúng ta có thể trở lại võ đạo bì ngạn đi gặp bọn địch võ tiên tâm thần của ông ta sao động cười nói chuyến đi này không tệ chưa nói tới chuyện khơi thông con đường này còn phát hiện ngọn tiên sơn này nữa bây giờ trong thế giới của chúng ta thời đại không có nguyên khí không thể tu luyện chắc đã một đi không trở lại rồi cho dù là người đứng đầu võ đạo như ông ta cũng có chân điểm của mình ông muốn ra thế giới bên ngoài truyền võ cũng muốn giải quyết nan đề không thể tu luyện của thái sở thế giới còn muốn giải quyết chuyện cõi âm và chiến trường thái cổ xâm nhập thái sở thế giới bây giờ rốt cuộc những vấn đề này đã có cách giải quyết hứa ứng nhìn bốn phía chung quanh chỉ thấy sau khi xấu tầng phong ngấn chấn áp đại đế trùng đồng sụp đổ nguyên khí ngũ sắc cũng theo đó tiêu tán không chảy ngược trở lại miệng núi lửa mà chảy xuống trần núi lan tràn trong chiến tường thái cổ nguyên khí ngũ sắc có thể khiến người chết sống lại xương sinh ra thịt ẩn chứa sinh cơ hùng hồn những nơi nó đi qua chiến trường thái cổ không còn vẻ âm trầm khủng khiếp không có sinh cơ như lúc trước chẳng bao lâu sau đây biến thành sơn thanh thủy tú xanh tốt um tùm thiên địa như được cột rửa trở nên trong trèo nhưng chiến trường thái cổ vẫn nguy hiểm như xưa thậm chí còn nguy hiểm hơn những thần ma tử chiến trong thời thái cổ vốn vẫn còn tàn niệm hoặc máu thịt chiếm cứ nơi đây chỉ có thể gây hại trong chiến trường thái cổ không thể ra ngoài lúc này được nguyên khí ngũ sắc tầm bổ từng bộ xương dồn dập đứng dậy bị ma niệm thúc đẩy chắc chắn sẽ thành tai họa võ thiên tồn thấy vậy trên ý bừng bừng đi xuống chân núi cười nói lần này phải quét sạch tả ma đem tới một vùng trời tươi sáng cho thái sử thế giới gỡ ứng đuổi theo ông ta nhìn về phía xa chỉ thấy nguyên khí ngũ sắc đang chảy về phía thái sở thế giới theo luồng thiên địa nguyên khí này từ từ pha loãng hoạt tính trong nguyên khí cũng kém xa trước đây nhưng đây chính là thiên địa nguyên khí nếu quá nồng đậm sẽ thành ra yêu tả khó lòng khống chế nếu quá nhạt thì lại khó mà tu luyện phương hướng nguyên khí ngũ sắc chảy tới không phải là cõi âm mà là thái sở thế giới gợi ứng nghĩ rồi nói thái sở thế giới không có thiên địa nguyên khí hình như có liên quan tới đại đế trùng đồng bị chấn áp bây giờ đại đế trùng đồng đã thoát khốn nguyên khí ngũ sắc mới chảy về thái sở thế giới nhưng mà hắn chìm vào trầm tư vì sao trước đây đại đế trùng đồng lại bị chấn áp tiền giới hy sinh thiên địa nguyên khí của một giới để chấn áp đại đế kia là vì y phạm phải sai lầm lớn gì đó hay là nguyên nhân gì khác lần này người có trùng đồng thoát khốn đối với thế giới này sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu đây ngoài ra rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong cõi âm hứa ứng nhìn từ trên cao xuống dưới cõi âm thầm nghĩ rốt cuộc cõi âm lớn tới mức nào vì sao có thể nối liền tới thế giới khác chân tướng của cõi âm xâm lấn là gì ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ đáp án đột nhiên tiên thảo màu tím giật giật miếng vải rách sau lưng của hắn hứa ứng nói đừng có kéo ta ta không có y phục để thay đâu ta bị người khác bắt cóc đến đầy đấy y phục mới đều đặt ở trong bụng một con rắn rồi người ấy còn kéo muốn đánh nhau à Tiên thảo màu tím lại giật miếng vải rách ở trên người hắn gợi ứng nghi hoặc chỉ thấy tiên thảo màu tím nâng một sợi rễ chỉ vào võ thiên tôn ở đằng trước Gỡ ứng nhìn lại võ thiên tôn đã đi xuống dưới núi bước ra ngoài Bước tường gió phong tỏa tiền sơn ngũ sắc đã ngừng từ lúc nào chẳng hay có lẽ bị đại đế trùng đồng phá hủy cũng có thể sau tầng phong ấn cấm chế bị hủy nó cũng tự biến mất bọn họ có thể rời khỏi theo bất cứ hướng nào không cần lo lắng bị tường gió diệt trừ nhưng sắc mặt của hứa ứng càng ngày càng nghiêm nghị nhìn theo bóng lưng của võ tiên tôn chỉ thấy vừa rồi ông lão này còn hừng ngược chiến ý chiến đấu bước đi giống như rồng như hồ như thể trở lại những năm tháng trẻ tuổi thì lúc này ông ta lại cong lưng bước đi cũng tập tĩnh ông ta rời khỏi tiền sơn ngũ sắc tinh khí ở trên người giống như cát bị cuồng phong thổi tung bay rào rào ra phía sau hồn phách của ông ta võ đạo khí huyết của ông ta nguyên thần của ông ta lúc này đã không ngừng tàn giã võ thiền tôn lại gần như không thể phát hiện vẫn đang lẩm bẩm chúng ta có thể tu luyện có thể võ đạo quá khó khăn không phải người có đại nghị lực thì không thể nào luyện thành sau khi về phải truyền bá luyện khí mọi người có thể tu luyện sẽ cường đại hơn có thể tự bảo vệ mình chống lại cõi âm sầm lấn mái tóc trắng của ông run rẩy ánh mắt đục ngầu nhưng chúng ta cũng không thể để võ đạo thất truyền được vẫn cần có người kiên trì để đến lúc thiên địa nguyên khí lại bị cướp đoạt, sẽ có người dũng cảm phản kháng, tới đoạt lại. Võ Thiên Tôn, hứa ứng lớn tiếng nói, muốn ông ta chú ý tới trạng thái quỷ dị của mình. Võ Thiên Tôn ngờ ngờ ngác ngác, quay đầu lại nhìn hứa ứng, lầm bẩm nói, có tình thần phản kháng trong tuyệt cảnh, có vũ lực dũng mãnh đấu với trời cao. Dầm một tiếng, Ông ta bỗng thấy trời đất quay cuồng, biến thành thi thể ngã ở dưới đất. Hứa ứng lao tới kiểm tra một hồi Chỉ thấy võ tiên tôn hoàn toàn không còn nhịp thở Đã bỏ mạng. Thế này là sao Hứa ứng xách cổ tiên thảo màu tím lên hung dữ hỏi Tiên thảo màu tím dùng dậy rễ gạt tay của hắn ra Viết ba chữ Bất tử tiên lên mặt đất Hứa ứng không hiểu Thật kỹ lưỡng nhìn một lát mới đột nhân tỉnh ngộ Đây không phải là ba chữ Mà bốn chữ Hóa ra là thế Hắn vác thi thể của võ thiên tôn trở về tiên sơn ngũ sắc, vừa đặt chân lên tiên sơn chỉ thấy trong cơ thể võ thiên tôn vang lên từng đạo ấm huyền diệu tình khí đoàn tụ hồn phách hồi phục nguyên thần trở về võ thiên tôn tức tỉnh đúng là bất tử tiên dược có thể bất tử nhưng có điều kiện hứa ứng giải thích với võ thiên tôn cảm giác của người không phải là sai lầm người thật sự thành tiên nhưng có điều kiện chỉ có ở tiên giới người mới là tiên mới bất tử hắn thở dài viết ba chữ bất tử tiên xuống rồi nói Ý nghĩa của bất tử tiên dược Thật ra là người bất tử ở trên núi Võ Thiên Tôn Tòa tiên sơn ngũ sắc này là một tiên sơn ở thế giới Tuy tiên sơn rơi xuống hạ giới Nhưng vẫn là tiên sơn Người đứng ở trên tiên sơn Tương đương với đứng trong tiên giới Ra khỏi tiên sơn Tương đương với rời khỏi tiên giới Võ Thiên Tôn hiểu ý Nói cách khác Nếu rời khỏi tiên giới ta sẽ chết Trở lại tiên sơn thì có thể sống như tiên nhân Hứa ứng khẽ gật đầu Võ Thiên Tôn thở ra một luồng chọc khí, cười nói, ta có thể sống thêm một đời, đã là một chuyện tốt bằng trời. Sao phải nghiêm trọng như vậy? Đám người địch Võ tiền cần có ngọn đuốc chỉ hướng cho mình. Ta ở đây không phải cũng là chỉ hướng cho bọn họ ư. Ông ta thoải mái cười nói, người ở trên núi chính là tiên nhân, ta đã thành tiên, trường sinh bất tử. Người nên cảm thấy vui cho ta mới đúng. Hứa ứng cố nửa nụ cười nói, phải vui mới đúng. Võ Thiên Tôn cười nói, nếu có rượu thì nên uống cạn một chén lớn. Hứa ứng nở nụ cười, phải, đáng tiếc bằng hữu ngoan thất của ta không có ở đây, chắc chắn nó sẽ có rượu. Võ Thiên Tôn nuốt nước miếng, ông ta lại nổi cơn nghiện rượu, cười nói, người là phàm phu tục tử, không nên đợi lâu trên núi ta không bị hồng trần quấy nhiễu, người còn rất nhiều chuyện phải làm. Hứa ứng đứng dậy cười nói, đúng rồi, ta còn không ít chuyện linh tinh. Võ Thiên Tôn nói, người xuống núi đi ta sẽ không tiễn người đi đường nhớ cẩn thận hứa ứng muốn để tiên tảo màu tím ở lại với ông ta nhưng võ tiên tôn lắc đầu cự tuyệt tiên thảo màu tím cũng khá e ngại ông lão này tự thấy mình không đánh nổi lại một lòng muốn đoạt lá cây lại cho nên không muốn ở lại hứa ứng đi xuống trần núi tìm kiếm cái cánh cửa hỏng đang định đặt cánh cửa này khu vực hy di của mình thì đột nhiên giọng nói của võ tiên tôn vang lên từ trên núi hứa đạo hữu hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên vợ thiên tồn mái tóc trắng xóa đứng ở trên chỗ cao nhớ đến tâm ta đừng để ta quá tịch mịch hứa ứng vẫy tay quay người đi xa vợ thiên tồn đứng ở trên núi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đó là bầu trời của tiên giới trong lòng của ông ta đầy phiền muộn đợi đã ánh mắt của ông ta sáng dần lên đột nhiên vỗ tay bồm bốp ta không thể xuống núi nhưng núi lại có thể đi được cơ mà Ta chỉ cần nâng cái tiền sơn ngũ sắc này lên Thế là thoải mái đi lại xung quanh rồi mươi 190 Kiếm đạo đệ nhất Vợ thiền tồn mái tóc trắng xóa Nổi giận gầm lên một tiếng Cờ bắp cuồn cuộn Vận sức nâng một góc của tiền sơn ngũ sắc lên Không gánh nổi Chỉ nghe ầm một tiếng Nửa người của ông lão đã bị đè dưới núi Chỉ còn có nửa người lộ ra bên ngoài Ông đào hố dưới đất Cuối cùng cũng thoát khỏi chân núi lại thấy tình khí của mình bị xói mòn vội vàng chạy lên núi thầm nghĩ cũng mày không có ai phát hiện ra cảnh vừa rồi nếu không lại phải diệt khẩu tiên sơn ngũ sắc quá nặng tuy ông ta đã tu thành võ đạo nguyên thần nhưng cũng không thể nhắc lên nổi nhưng võ thiên tôn lại nghĩ ta đã là tiên nhân có thời gian vô cùng vô tận muốn tu luyện bao lâu cũng được hôm nay ta không bê được ngọn núi này lên thì ngày mai ngày mốt sang năm năm nữa không được thì trăm năm, ngàn năm, sớm muộn gì, ta cũng có thể tu luyện tới mức biến nặng thành nhẹ, nâng được ngọn tiên sơn này. Ông ta cười lớn, giọng nói vang vọng trong tiên sơn, sớm muộn gì, cũng có ngày ta nâng được tiên sơn ngũ sắc lên, có thể chạy, có thể nhảy, thậm chí đánh người. Hứa ứng nhìn về phía vực thương ngô, do dự một chút, nhưng không đi theo hướng đó, hắn đi lại đường cũ. Hắn còn muốn trở lại võ đạo bì ngạn, hắn muốn trở lại nói với mọi người ở võ đạo bỉ ngạn võ thiên tôn tìm được con đường sang thế giới khác đó là thế giới mà võ thánh nhân sáng tạo ra chiến thần bát pháp đã đi tới hắn còn muốn nói với bọn họ võ thiên tôn không chết già mà vẫn sống ở trên tiên sơn ngũ sắc hứa ứng đi thẳng tới bỗng cảm thấy đầu óc mơ hồ ngủ gà ngủ gật thầm nghĩ hình như lâu rồi ta không ngủ một giấc thật ngon đầu óc của hắn hỗn loạn bất chỉ bất giác thiếp đi nhưng bước chân vẫn không ngừng đi thẳng về phía trước. Chỉ có hai mắt của hắn là mở to, trong mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Không biết từ lúc nào, sợi dễ của tiên thảo màu tím đã trèo lên mi mắt của hắn, đầy hai con mắt của hắn ra. Những sợi dễ kề khác của gốc tiên thảo này dồn dập đâm vào tài mắt mũi miệng của hư ứng. Trong lúc bất chỉ bắt giác, hư ứng đã bị gốc tiên thảo để khống chế. Phải biết năm xưa bất tử tiên dược là một trong những khâu quan trọng để chân áp đại đế trùng đồng. Mở nó để phong ấn thân thể đại đế Nhất vị đại đế ở bên trong ngọc quan không chỉ có vậy nó còn có thể ăn trộm tù vì pháp lực của đại đế trung đồng hợp tù đạo tắc đạo pháp của đại đế trung đồng gợi ứng chỉ là luyện khí sĩ tu thành kim đan không để ý là bị nó lừa bị nó khống chế tiên tàu bầu tím leo lên đầu hữu ứng dường dường đắc ý hiện giờ thân thể của hữu ứng chính là thân thể của nó pháp lực của hữu ứng chính là pháp lực của nó nó có thể khống chế thân thể hữu ứng điều khiển nguyên khí thần thức của hữu ứng thậm chí có thể điều động cả khí huyết nhưng việc cấp bách là tìm ra sáu cái lá của mình nếu không thân thể trần chuồng thế này cũng không tốt nó lập tức tìm kiếm trong túi của hữu ứng nhưng lại không thấy gì lại vươn ra càng nhiều sợi dễ tìm tòi cho khu vực y của hữu ứng nhưng nói lại cũng kỳ quái nó tìm thấy cả cánh cửa hỏng mà hữu ứng quý trọng nhưng vẫn không tìm thấy sáu cái lá của mình đâu cả nó giờ mới sợi dễ lên đầu gãi đầu hứa ứng bây giờ mới cảm thấy không đúng vội vàng gãi người mình mới thấy chuẩn bây giờ lại nghe một tiếng cười vang lên đường đường là thần tiên bất lão mà lại bị một gốc tiên dược khống chế đồn ra ngoài chắc người ta cười thấy rụng răng tên thảo màu tím xoay cổ hư ứng nhìn theo hướng âm thanh chỉ thấy một người trên đầu có lỗ trống hai tay ở dưới đất bước đi như bay chạy về phía này Tiền thảo màu tím trong lòng nghiêm nghị lập tức nhận ra người này là cường giả bị xích sắt quật nát nửa người dưới nhưng vị cường giả này tên là cái gì thì nó không biết tiền thảo màu tím không chế hư ứng kêu lên với thiên tử âm đình thiên tử âm đình cười lớn tiếng cười đầy bi ai phẫn nộ ta định làm cái gì còn làm gì nữa đương nhiên là phục sinh người nghĩ ta và lý tiểu khách lá trái lá phải chỉ để chơi trò hay sao ta và hắn liên thủ chính là vì bất tử tiên dược. Ánh mắt của gã nóng bỏng, vén lọ tóc che chắn, đê lộ vết thương bắt diện kiếm, nói với tiên thảo màu tím. Người có thấy vết thương này không? Lý tiểu khách để lại cho ta đấy. Nhưng trước khi trúng vết thương này, ta đã chết rồi. Nói chính xác hơn là chân thân của ta đã chết. Tiên thảo màu tím không chết miệng của ứng khép bờ, nghi hoặc nói. Người không hiểu à? À đương nhiên người không thể hiểu rồi. Thiên tử âm đình cười lạnh Nguyên thần kiếp trước của ta đã chết Chỉ là một cái xác Bị co như pháp khí bảy trận Kết hợp với thi thể của những tiền nhân khác Tạo thành một trận pháp Ta chết thì cũng không thiệt Lại ở dưới cùng của trận pháp Mỗi lần Ngọc Quan bị phá trận Ta cách người gần nhất Người được một chút dược lực của ngươi tỏa ra Dần dần ta dựa vào dược lực nhỏ nhoi của ngươi Mà có được linh trí thiên tàu màu tím điều khiển sắc mặt của hữu ứng trở thành nghiêm túc rồi nói thiên tử âm đình cười cười không sai ta là linh hồn sinh ra từ trong thi thể hiện tại ta thoát khốn cũng là lúc ngọc quan tiên đánh từng phong ấn ta nhân cơ hội thoát khỏi đại trận tiên già bỏ chạy bắn sống bán chết không ngờ lại bị tiên trận trấn áp ta may mắn không chết chạy khỏi miệng núi lửa lại bị lý tiểu khách tập kích để lại vết thương trên trán gã cười lạnh nói Tuy ta đã chết từ lâu, nhưng vết thương này không làm gì được ta. Dù sao, thù vẫn là thù. Làm sao ta lại giúp Lý Tiểu Khách tìm kiếm bất tử tiên dược cho được? Thật ra, ta chỉ vì chính mình thôi. Khi cần thiết, sẽ coi Lý Tiểu Khách như vật tế, đem đi hiến. Tiên thảo màu tím không chế miệng hơi ứng khép mở, cười lớn. Ta là bại tướng dưới tay ngươi à? Chắc ngươi quên. Ở đây ngươi đâu có mấy tầng phong ấn ở trên tiên sơn trợ giúp thiên tử âm đình bộc phát ra khí thức phóng thích tu vi tuy ta chỉ có một nửa người tuy ta bị trọng thương nhiều lần tu vi thực lực của ta vẫn vượt xa nhỏ ngươi khí thức của gã đột nhiên tăng vọt tích cực hạn nguyên thần và khu vực hy di rách dưới hiện lên sâu lưng ngay khoảnh khắc sau một thành u minh phù đổ đào chém lên người hư ứng tên thảo màu tím liều mạng điều khiển thân thể hư ứng ngăn cản nhưng căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào đã bị nhát đảo chém trúng siêu chuột nữa cắt cả người cả cỏ thành hai nửa cũng mày sinh cơ của hữu ứng cực kỳ hùng hồn miệng vết thương có máu thịt đan xen, chuẩn bị khép lại nhưng dù sao thiên tử âm đỉnh cũng là chúa tể của thiên đỉnh cõi âm tuy thiên đỉnh của cõi âm chỉ là kẻ khống chỉ cõi âm thần châu nhưng thực lực của gã cũng không thể nghi ngờ trên miệng vết thương của hữu ứng thần tâm còn sốt lại từ đau vừa rồi vẫn tấn công lên vết thương phá hoại thân thể hữu ứng không để vết thương khép lại Đào thứ hai của thiên tử âm đình chém tới Tiên thảo màu tím không do dự Lập tức rút dễ cây ra Trả lại quyền không chế thân thể cho hứa ứng hứa ứng tỉnh lại Chỉ thấy U Minh phủ đồ đào Chém tới, không cần nghĩ ngợi Lập tức thi triển cực ý tự tại công Xe gió lướt đi Chỉ trong khoảnh khắc đã đi xa mấy chục dặm Thiên tử âm đình cười lại một tiếng Người định còn chạy Khi U Minh phun trào sâu lưng của gã hóa thành quỳ thủ hồ khổng lồ gỡ ứng vừa hạ xuống đất U minh quỳ thủ đã vồ xuống định đè hắn ở dưới lòng bàn tay gỡ ứng hít một hơi dài vận động chẳng sơn pháp dòng quyền giống như mọc rừng và chạm với u minh quỳ thủ khí tức của hắn dao động sau lưng là từng tòa động thiên triển khai 28 tòa động thiên xoay tròn hóa giải lực lượng của u minh quỳ thủ không ngừng lùi lại cùng lúc đó thiên thảo màu tím múa sợi dễ quất bùm bốp lên người u minh quỳ thủ một người một cỏ liên thủ cuối cùng cũng ngăn cản được chiêu thức của thiên tử âm đình nhưng vẫn bị lực lượng ở trong quỷ thủ đánh bay về phía sau hứa ứng ổn định thân hình gần đầu nhìn lại chỉ thấy nửa người trên của thiên tử âm đình phi thần tới hoạt động thần thông sau lưng vị trí tôn âm đình này là bầu trời đen kịt vô số u minh quỷ thủ nhô ra không biết có bao nhiêu cánh tay vung vẩy trên không trung dồn dập đập xuống hứa ứng và thiên thảo màu tím ở trên trán trên tiên sơn ngộ sắc thiên tử âm đình bị năm tầng phong ấn áp chế vật lộn cận chiến với hư ứng bị đánh tới mức chật vật không chịu nổi mất hết cả thể diện cũng may đa số những người biết chuyện này đều đã chết tuy bây giờ thương thế của gã nặng hơn kỳ đó nhưng không có phong ấn của núi cũng sắc kiểm hãm ngược lại có thể phát huy ra tu vi thực lực cao hơn hẳn thần pháp của ứng liên tục biến hóa vận huy cực ý tự tại công tới cực hạn tránh né từng u minh quỷ thủ đánh tới trong lòng thiếu niên dỉ máu võ đạo tinh thần của ta chắc là mất rồi mà tính ra thì cực ý tự tại công cũng là võ đạo không khéo ta anh dũng tránh địch cũng là không bàn mà hợp với võ đạo tinh thần thì sao mặt đất không ngừng đổ tung ô minh quỷ thủ thất bại khiến cho mặt đất bị đánh tới mức bùn đất quay cuồng đá vụng bay ra tứ tung lại xé rách mặt đất thành từng rãnh dài quỷ thủ này là quỷ khí âm trầm là thần thông âm đình lợi hại nhất tác dụng lớn nhất là đà thương hồn phách và nguyên thần của con người ổ nhẫn kim đan ngược lại tương tổn đối với thân thể thì lại không mấy lợi hại khổ nỗi điểm lợi hại nhất của hỡ ứng lại là hồn phách vì vậy hồn phách không bị tổn hại ngược lại thân thể không ngừng bị thương mỗi khi không tránh kịp trên người của hắn lại có thêm từng mấy vết máu sâu tới tận xương khó lòng chữa trị cộng mày tiên thảo màu tím cũng dốc hết năng lực giúp hắn ngăn cản tuy gốc tiên thảo này không biết đạo pháp thần thông gì nhưng có lực lượng mạnh mẽ bẩm sinh còn có tiền phú hết sức kỳ lạ thực lực gần như sánh vài với hứa ứng. Nó cũng biết nếu hứa ứng bị nửa người này xử lý, chắc chắn mình cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Thiên tử âm đình đến đỡ ăn nó, bắt được nó, chắc chắn sẽ không chỉ gặp một chiếc lá như võ thiên tôn, e là còn vắt lấy nước uống cho bằng hết, thân thể còn lại dùng để nấu canh. Nó không thể không liều mạng. Hứa ứng thân pháp quỷ dị mau đậy, cho dù tu vi của thiên tử âm đình vượt xa hứa ứng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không bắt được hắn, không khỏi tức tối nóng vội gã tế ra nguyên thần rách nát chỉ thấy nguyên thần rách nát đó vùng u minh phù đổ thần đao đào quang bay lượng trên dưới không rời khỏi người hứa ứng hứa ứng và tiên thảo màu tím tự thi triển chiều pháp điên cuồng ngăn cản mỗi người đều bị thương hứa ứng không kịp vận dụng chiêu chiến thần bát pháp chỉ có thể sử dụng thiên kiếm tập tam thức dùng thiên kiếm đấu với thiên tử âm đỉnh thiên kiếm tập tam thức là tuyệt học võ đạo hắn tu luyện tốt nhất ngoài cực ý tự tại công chiến thần bát pháp chỉ có thể xếp thứ ba hắn vốn tình thông phù văn thiên đạo lý, lý giải đối với thiên đạo cực sâu thiên kiếm thập tam thức ân chứa thiên đạo được hắn thi triển Kỳ mỹ cao thầm khó lường chiều pháp tinh diệu tới mức ngay cả thiên tử âm đình cũng không thể phá giải nhưng thiên tử âm đình không cần phá giải tù vị của gã rất cao thầm trực tiếp dùng u minh quỳ thủ và phù đồ thần đạo ép tới đừng nói hưởng ứng tinh thông thiên kiếm cho dù có tinh thông tất cả biến hóa thiên đạo chiêu thức cũng bị pháp lực thần thông của gã trực tiếp nghiền nát căn bản là không thể đả thương được gã mắt thấy đã tới bước đường cùng đột nhiên hứa ứng nhạy bén phát hiện ra một điểm lạ điểm lạ này là kiếm ý thiên kiếm cảm ứng được chấn động bất phàm trong lòng quán hơi động lập tức tỉnh ngộ cao giọng nói lý tiêu khách còn chưa ra tay à người bị tác vạch chân rồi không ra tay là không kịp nữa đâu hắn vừa mới dứt lời đột nhiên kiếm khí bắn thẳng lên không trung kiếm ý tràn ngập Lý Tiểu Khách cầm kiếm khí trong tay, trực tiếp chém vào chiến trường, kiếm quang vẩy ra, chỉ trong chớp mắt đã phá giải vô số u minh quỷ thù, nhanh chóng lảo tới. Kiếm khí trong tay của gã bắn ra, trực tiếp xuyên qua mi tâm của thiên tử âm đình. Thiên tử âm đình trở tay không kịp, bị luồng kiếm khí này đâm vào mi tâm, bay ngược lại, âm một tiếng ghi ở trên vách núi đá, không thể động đậy. Mi tâm của gã vốn có một vết thương giò kiếm, là bát diện kiếm của Lý Tiểu Khách để lại. Bây giờ Lý Tiêu Khách thực hiện một lần nữa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thể hiện phong thái của một kiếm khách tuyệt thế. Ô Minh quỳ thủ đầy trời tiêu tán, Lý Tiêu Khách quay người lại, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Hứa Ứng cười nói: "Làm sao mà ngươi phát hiện ra ta?" Hứa Ứng thở hồn hển vài tiếng, hơi thở nặng nề, thở tới lúc ổn định lại rồi mới nói: "Vừa rồi ta vận dụng Thiên Kiếm thập tam thức, kiến pháp hết sức tinh diệu, vận dụng cả ảo diệu của thiên đạo, Người thấy thành tựu kiếm đạo của ta đã vượt qua được ngươi, cho nên kiếm ý bất giác lưu động một chút, bị ta phát hiện ra. Lý tiểu khách cười lớn. Thành tựu kiếm đạo của ta không bằng ngươi, đúng là trò cười. Kiếm đạo của ngươi nhập môn là học được ở chỗ ta, ta mà không bằng ngươi à? Ngươi ứng lặng lặng đợi gã nói xong rồi mới nói. Người với ta đều là bậc thầy trong kiếm đạo, ai cao ai thấp thì tự biết, cần gì phải lừa mình dối người. Sắc mặt của Lý tiểu khách trầm xuống, hư một tiếng trong tay lại hiện lên một luồng bát diện kiếm khí chỉ về hứa ứng điềm nhiên nói giao bất tử tiên dược ra đây ta có thể cho ngươi toàn thây đúng rồi không cần toàn thây ta nghe nói có một số người đang tìm ngươi chỉ cần ta giao ngươi cho bọn họ bọn họ sẽ xử lý người rất tốt hứa ứng cười nói ta có thể truyền cho ngươi thiên kiếm tập tam thức khoe mắt của lý tiêu khách giật giật cười gian xảo nói kiếm đạo của ta cao hơn ngươi gỡ ứng chậm rãi buông cánh tay phải xuống tay phải có đang dỉ máu dòng máu kết hợp với nguyên khí của hắn từ từ tạo thành một luồng kiếm khí thản nhiên nói không phục thì thử xem còn người của lý tiểu khách cò lại kiếm khí trong tay chậm rãi buông xuống hai người từ từ cất bước hơi thở càng lúc càng nhẹ nhàng càng ngày càng nhỏ nhỏ tới mức không thể nhận ra được đột nhiên hai thân hình lao về phía trước ngay khoảnh khắc kiếm quang va chạm chiều pháp thi triển kiếm khí bay lượn dưới đất vô số kiếm khí va chạm trên không trung vang dội không ngừng hứa ứng và lý tiểu khách lướt qua nhau kiếm khí đầy trời chia ra trái phải lần lượt rơi vào thân thể bọn họ phía trước và phía sau lý tiểu khách y phục rơi rụng giống như bườm bướm bị cắt đất mười ba mảnh còn y phục của hứa ứng thì vẫn không mất mảnh nào vẫn là hàng trăm hàng ngàn sợi vải chỉ trong thời gian ngắn ngủi bọn họ giao đấu mười ba chiều lý tiểu khách thua cả mười ba chiều sắc mặt của lý tiểu khách trầm như nước khoe mắt giật lên hồi nắm chặt kiếm khí trong tay chỉ cần thi triển toàn lực gã có thể chém giết hư ứng cũng như thái rau cắt dưa bất luận thành tựu kiếm đạo của hư ứng cao đến đâu cũng không thể chống lại pháp lực của gã một lúc lâu sau kiếm khí trong tay của gã tán đi không quay đầu lại ném một bộ y phục sang rồi thản nhiên nói mặc vào ta học được kiếm đạo của ngươi rồi hệ trường một trăm chín cảm ơn và hẹn gặp lại chứ vị vì...